xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Phúc Hoàng Family cuộc sống Mỹ. Hôm nay Phúc sẽ vào bếp với món gỏi dưa leo. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem video ủng hộ Phúc với nha. Dưa leo gồm có hai trái này cũng là tám lạng này nha cả nhà, nhiều to lắm. Và ớt mình một trái mình đỡ như vậy thôi, mình rửa hết những tất cả cái này rồi. Và gồm có ớt vàng nè, ớt đỏ nè, ớt này không cay nha. Và đậu hũ nè, mình xắt ra cái sợi, mình xắt ra miếng dài như vậy nè cả nhà, để mình đi chiên nha cả nhà nha. Trúc sẽ đi chiên cái miếng đậu hũ này để mình làm gỏi đơn giản thôi. Mình gỏi trộn dưa leo á, ăn nó rất là ngon. Và gồm có một ít ngó sen, 50g ngó sen, rồi một miếng nửa củ cà rốt cho nó có màu đẹp nha cả nhà nha. Và gồm cho một trái ớt. Và đây là đỡ rau ngò ung, đồ rau thơm đỡ mình bóp gỏi. Và không thể thiếu là mắm ớt tỏi. Trúc để dễ chén mắm này tỏi đường, mình ăn cay mình dễ cay thì mình ăn ít, cay thì mình dễ ít cay lại. Trúc dễ ớt tỏi chanh đường. Và gồm có đậu phộng không thể thiếu nha cả nhà. Và đây là nước mắm chay. Còn cả nhà mình ăn mặn cũng làm mặn như gì cũng được nha cả nhà. Đây là gồm cái nước mắm đây. Nước mắm này Trúc nấu nè cả nhà. Cái chảo mình cho dầu vô và mình cho muỗng bột bắp vô nha cả nhà. Cho nó khổ văn ở cả nhà, với lại cái đậu nó ngon nữa, ít thôi nha cả nhà, nó cũng ngon nữa. Nó nhanh vàng mà nó ngon đó cả nhà. Vô nè. Cho lửa lớn lên nè. Mình chiên cho nó vàng nè. Đây, Trúc đã chiên đậu đã xong rồi cả nhà. Giờ mình vớt cái đậu này ra nha. Mình bỏ một thạch, mình sắt, mình làm gỏi thì mình sắt dài dài gì nè cả nhà. Mình chiên nó ngon nha. Mình bèo cái cà rốt nhỏ nhỏ này cả nhà. Mình bèo cái này nó ngon lắm nha. Nhỏ gì là được rồi. Và cái bắp sen này nè, mình cũng đã chỉ nó ra nè cả nhà. Mình chỉ nó ra nha. Mình đỡ chung như gì vậy nè. Mình chỉ đôi nó ra nha cả nhà. Xong rồi mình chỉ đôi như gì nha. Để mình lấy cái hạt của nó ra, cái phần hột của nó ra nè. Phần dưa này đã xong, bây giờ Trúc sẽ xắt ra. Không cần phải mỏng nha cả nhà. Đó. Cái thứ mà mình cắt không cần mỏng. Mỏng quá nó không có giòn cái dưa leo. Đó. Bây giờ mình xắt cái phần dưa leo này xong nè, mình cho vào thau. Mình cho một muỗng cà phê muối nha. Đó, 1/4 luôn đó. Mình cho muối vô. Mình cho vậy thôi nha. Rồi mình cắt cái này mình bỏ ra. Cắt dài dài ra nha. Này á, nó không có cay gì mấy đâu cả nhà. Cái phần ớt để xong nha. Dưa này nha, mình trộn lên luôn nha cả nhà. Đó. Mình cho vào mình trộn đều cho nó lên luôn, để cho nó thấm cái muối nó vô á. Rồi mình đỡ đây, mình sẽ đi cắt chanh đồ nha. Một cái chanh nha cả nhà. Vậy cái phần ớt tỏi chanh đường mình đã dễ nè, mình sẽ cho vô cái phần chén mắm chay nha. Đây là một ít bột ngọt, 1/4 bột ngọt cho vô. Mình bỏ bột ngọt vô đây nha cả nhà. Ngon quá. Rồi mình nặn chanh vô. Mình làm cái phần này xong rồi thì bị gỏi cho nó ngon. Đơn giản lắm cả nhà, mà ăn nó ngon lắm cả nhà. Đó, mình đừng có cắt nhỏ lắm nha cả nhà. 1/4 muỗng cà phê muối trong này. Về ớt, về mình ướp trong này. Chúc coi thử nó mặn không nha. Rồi đó, bây giờ Chúc sẽ bỏ chanh vô nha. Chúc nặn chanh vô. Một trái chanh nha cả nhà. Cả nhà mình ăn chua thì làm chua, cả nhà ăn ít chua thì làm ít chua nha. Một trái chanh vô đây luôn á. Rồi bắt đầu mình trộn lên. Một muỗng cà phê đường nè. 2 muỗng cà phê đường nha cả nhà. Mình trộn lên cho nó đều hết. Mình cho 2 muỗng đường. Rồi mình trộn cho nó đều hết tất cả. Bây giờ cái phần này mình trộn nó đã đều hết rồi. Ngó sen, một ít ngó sen và 1 củ cà rốt mình cho vào đây hết. Rồi cái đậu, đậu này, cái đậu này mình cũng cho hết vào luôn. Rồi mình trộn lên tiếp nha cả nhà. Ngon lắm á cả nhà. Ăn là gì nha cả nhà. Nó đơn giản nhưng mà nó rất là cực kỳ ngon. Với lại mình nặn chanh trước nha.
Vô luôn đậu phộng nha cả nhà. 50g đậu phộng nè, ngưới lên một cái điều tiết cho nó thơm. Về cái phần nước mắm ớt tỏi mình vẽ nè cả nhà, mình nên bỏ một ít vô nha, cho nó thơm nha, mà nó ngon nữa, nó cay cay nữa nha cả nhà. Mình chừa lại một ít để ngồi mình ăn nữa. 5 muỗng mắm ớt tỏi mình vẽ đó, mình trộn lên tiếp nha cả nhà. Cả nhà mình làm thử món này ăn nha. Mình cho cái phần rau thơm đổ vô hết luôn nha cả nhà. Ngon. Rồi mình trộn lên cho đều luôn nha. Cái này ăn giảm cân ngon lắm đây nha cả nhà. Được nha. Nếu mà nó chưa vừa thì mình bỏ gia vị thêm nha cả nhà. Nhìn đẹp ha. Trời ơi, nó cái này là món mới nha cả nhà. Cho một muỗng thêm đậu phộng vô nha cả nhà. Mình rưới đậu phộng vô. Rồi mình ăn. Quay đây giờ để xong rồi cái bạn muốn gỏi dưa leo. Đơn giản mà ăn rất là ngon. Xong, mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức món gỏi dưa leo thử nha. Và nếu mà mình ăn mà nó lạc đó, cái đây là nước mắm cay nè, chút đã vẽ sẵn nè. Nếu mà mình ăn lạc đó thì mình sẽ cho thêm một ít nước mắm vô nè. Thì bây giờ mình ăn nha. Mời cả nhà mình ăn dưa gỏi nha. Thấy dưa gỏi khỏi cần thấy trúc nha. À, thấy dưa gỏi là đã hấp dẫn rồi cả nhà hả? Rồi ăn thử nó làm sao nha. Nó vừa luôn á. Cái này á, mình bóp gỏi mặn cũng được nha cả nhà. Nhưng mà chút bóp gỏi chay á thì mình làm nước mắm chay. Nếu mà ai ăn mặn á, mình làm nước mắm mặn vậy đó. Ngon quá. Cái dưa leo nó giòn quá, cái đậu này mình chiên ngon, mình bóp nó ngon lắm. Ăn như gì á, cả nhà nào mà sợ mập á, ăn như gì nó cũng ok lắm nè. Ngon quá. Cái dưa leo này mình làm mình ăn như gì nó rất là giòn mà nó rất là ngon. Ngon quá. Đơn giản thôi mà nó ngon quá. Ớt rồi. Cái dưa leo với cái ớt này nó làm cho mình giảm cân đó cả nhà. Cái ngó sen nè, mình xắt nhỏ nhỏ gì ngon. Quá ngon luôn. Cái này rau thơm của nó nè. Wow. Trời ơi, nó ngon gì đâu á. Cái này mình ăn với lại bánh tráng á cả nhà. Ngon lắm á cả nhà. Mình xúc bánh tráng mình ăn nha. Ngon quá. Cái ăn hết một dĩa sao đã thêm nước mắm ớt nữa nè. Ngon tuyệt trần luôn. Ngon, đang đói bụng á. Cái ớt này ăn cũng tốt lắm á.
mình ở Việt Nam á, mình thấy các bạn đi xay ớt với bưởi á, đã uống cho nó đã ẹt đó cả nhà, cho nó ớm á cả nhà. Bông gỏi này chua chua ngọt ngọt ngon quá, ăn đẻ luôn á. Trời sao nó ngon dữ không nè. Ăn trơn rồi cả nhà. Cả nhà coi Trúc ăn một đĩa mình ăn hết luôn. Hết đĩa rồi, nó ngon quá chịu không nổi luôn. Dưa leo nó giòn, nó rất là ngon. Ăn một đĩa không đẻ luôn nha cả nhà. Cả nhà thấy hay đăng ký subscribe ủng hộ là kênh Trúc Hồng Family Cuộc Sống Mỹ nha. Bye bye. Gặp lại cả nhà video sau. Bye bye. Nha, bye bye.